quen tên. Rồi cái loa này hôm rồi có cái loại có chép á, thì cái loại có chép sắp hết rồi á, nên là mà người ta mua chỉ mua cái loại có chép thôi, còn loại này người ta không mua. Có thể để giá này cao quá, vậy giờ hạ giá này nha. Cái này bán 200.000. Ai mua tới đây mua thì bán 180 thôi, còn ai mua qua Shopee thì 200. Cả hai này đều đồng giá nha. Tại cái này á là nó có hai cái này như nhau cả à. Cái này nó có cái bát cộng hưởng giả nè, cái này là cái giả. Ủa có giả không ta? Ủa sao cái loại này lại không giả luôn hả? Còn cái loại mà có chép thì nó giả không ạ? Cái này nó ấn được nè. À, cái này là không phải là giả nha. Ba cái này là ba cái cộng hưởng hết, cái này ấn được luôn nè. À, cái này 200 ha, 200, 180. Rồi cái này cũng đồng giá luôn, cái này nó chỉ có hai cộng hưởng thôi. Rồi ai có nhu cầu liên hệ ha. Rồi cảm ơn nhiều.